Chào mọi người nha. Hiện mình đang có mặt tại chợ Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Và chợ Xuân Cảnh là đóng tại thôn Hòa Mỹ của xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Bây giờ cũng đã 7 giờ rưỡi rồi, sáng rồi. Trời cũng khá là nắng. Thì đây là cái khu chợ mới của xã Xuân Cảnh. Đó. Vị trí nằm vào cái bờ biển của xã Xuân Cảnh. Sau đây mình sẽ review lòng vòng trong chợ của bạn xem nha. Rồi mình bắt đầu mình đi vào phía trong chợ nha. Có vẻ giờ này chợ cũng vắng khách đây. Đây các bạn, đây phía mình vào phía bên trong đây. Ra phía này là phía ngoài đây, khu vực bán cá này. Đây các bạn thấy không? Chợ Xuân Cảnh này. Chợ nằm ở vị trí là ở ven cái bờ biển của xã Xuân Cảnh đây. Đây phía ngoài, mình đứng ra phía ngoài đây. Phía ngoài đây là phía ngoài bãi. Đây là bãi cá này. Vực này là khu vực cái bến cá. Bến cá đây thì buổi sáng sớm thì người ta tàu cá người ta đi vào đây. Bây giờ cũng đã nó hơi trưa, cá cũng đi hết. Đây là cái bãi tập kết tôm cá ở đây. Thì chung thì chợ Xuân Cảnh thì chủ yếu là chợ cá thôi, chứ còn các mặt hàng khác hầu như nó cũng không có sầm uất. Giờ mình đi vào bên trong thôi.
5.000 phía bên trong này là bán rau hoa quả đây. Nay sáng nay ít khách quá. Có đường đi không? Mình đi lòng vòng ở trong đây. Làm tư liệu. Quay làm gì anh? Quay làm tư liệu mà. Hả? Tư liệu. Làm tư liệu đâu có gì đâu. Đúng rồi. Chắc sớm mới có người hả chị? Bây giờ là vắng khách quá ha. Mấy ngày nay thì chợ vắng khách. Quay quang cảnh chợ. Quay cảnh chợ đi. Bán ớ những gì con người đâu quay đó quay đi. Thì giờ bữa nay sao ít người quá. Chợ con người mà. Hay là mùa dịch đây người ta ít đi ra. Đi nó đâu có tập trung đâu. Ít đi quá. Bán đủ thứ mà ít khách quá. Chợ hơi bị ít người. Đó là khu phía trong chợ đó các bạn. Chợ xem quang cảnh chợ như thế nào. Người bán là nhiều và người mua ít quá ha. Dạo này khách nó cũng ít ít vậy chị. Không có đâu, không có đâu, không có đâu. Có gì đâu mà.
Quay quang cảnh chợ chứ có cái gì đâu mà.